Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Khỏe để sống vui. Nhắc đến căn bệnh viêm tay giữa thì đây là một cái bệnh lý là vô cùng phổ biến hiện nay. Vậy làm sao để phòng ngừa, phát hiện cũng như là chúng ta điều trị kịp thời bệnh viêm tay giữa? Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, là trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Và bên cạnh đó là sự có mặt của khách mời chị Đỗ Thùy Dung. Câu hỏi đầu tiên thì chắc là Việt Cường xin được trao đổi với bác sĩ Hải Ninh. Bệnh viêm tay giữa là gì và tại sao cái căn bệnh này nó lại xuất hiện vào cái thời điểm giao mùa như hiện nay hay không? Viêm tay giữa thì là một bệnh lý gặp rất là phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là độ tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi. Hiểu một cách nôm na thì viêm tay giữa tức là tổn thương ở vùng tay giữa từ phía sau màng nhĩ trở vào phía trong. Có rất là nhiều cái nguyên nhân khiến cho bệnh gặp phổ biến ở trẻ nhỏ và đặc biệt là vào thời điểm giao mùa. Thứ nhất là do cấu trúc tai của trẻ nhỏ, thì cái vùng mà vòi nhĩ là cái vùng nối từ tai giữa xuống vòm họng nó rất là ngắn và nó nằm ngang, vì vậy mà rất là thuận lợi để tụ dịch. Và cái việc tụ dịch này thì nó là một trong những cái căn nguyên để gây ra viêm tai giữa. Thứ hai nữa là ở trẻ nhỏ thì hệ miễn dịch phát triển chưa hoàn thiện, vì vậy mà tại cái thời điểm giao mùa thì trẻ rất là dễ bị viêm họng, viêm VA hay là viêm amidan. Và chính cái tình trạng viêm nhiễm tại khu vực đường hô hấp này sẽ là cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng viêm tay giữa trong cái quá trình ở tuổi thơ. Viêm tay giữa thường dễ xảy ra ở trẻ con hơn là so với người lớn, điều này có đúng hay không thưa bác sĩ? Chắc chắn là viêm tay giữa sẽ gặp phổ biến ở trẻ nhỏ, nhưng không chỉ trẻ nhỏ, người lớn cũng có thể bị viêm tay giữa. Tuy nhiên là giống như tôi đã giải thích, do cái đặc điểm cấu trúc tai của trẻ nhỏ cũng như là cái đặc điểm về hệ miễn dịch chưa hoàn thiện của trẻ, chính vì những căn nguyên đó mà viêm tay giữa sẽ gặp nhiều hơn ở trẻ nhỏ so với người lớn. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể chủ quan, bởi vì chắc chắn là bệnh này không chỉ có trẻ em mà kể cả người lớn vẫn có thể gặp phải. Thưa chị Đỗ Thị Dung, không biết là em bé ở nhà mình là năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Mình thì là có hai bé, một bạn là 12 tuổi và một bạn 10 tuổi. Thì trước kia là bạn lớn nhà mình đã từng bị mắc bệnh viêm tay giữa. Khi mà bạn ấy được 5 tuổi là bạn mắc bệnh viêm tay giữa. Từ khi mà sinh ra thì bạn này cái hệ hô hấp của bạn rất là kém, cho nên là bạn thường xuyên bị viêm mũi này, sổ mũi và bị ho. Cho nên đấy cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến thành cái bệnh viêm tay giữa hơn. Với những cái biểu hiện rõ rệt như là sốt này, đau tai, nôn, tiêu chảy và thậm chí là còn bị chảy dịch ra từ ống tai. Thế cho nên với những cái triệu chứng như thế thì mình cho con qua luôn bác sĩ mà chuyên về tai mũi họng để bác sĩ thăm khám và kê đơn thuốc để cho con uống cho mau khỏi bệnh. Với những cái triệu chứng như là con của chị Dung vừa chia sẻ thưa bác sĩ, có phải là đây là những cái triệu chứng mà rất là thường gặp mà các bậc phụ huynh của chúng ta đôi khi là nhầm lẫn và không để ý đây là bệnh viêm tay giữa và đưa các cháu đi thăm khám hay không ạ? Đúng là viêm tay giữa nó rất là dễ gây nhầm lẫn với nhiều bệnh khác ở những cái giai đoạn đầu của bệnh, bởi vì thường là nó sẽ khởi phát với các cái triệu chứng như là sốt, rồi thậm chí là trẻ tiêu chảy giống như là chị Dung đã chia sẻ. Vì vậy mà rất là dễ nhầm lẫn với các cái bệnh lý khác. Tuy nhiên là đến những cái giai đoạn sau của bệnh, giống như là chị Dung còn nói, tức là khi mà trẻ đã kêu là đau tai, thậm chí là trẻ nhỏ sẽ có những cái biểu hiện như là thường xuyên lấy tay để kéo tai rồi là giật tai, và khi mà đã điển hình hơn là thấy dịch mủ chảy ra từ tai, thì đấy đã là những cái giai đoạn muộn hơn. Và thường đến giai đoạn này thì cha mẹ sẽ không nhầm lẫn nữa, bởi vì các triệu chứng ở tai nó cũng đã khá là điển hình rồi. Dạ vâng ạ. Hiện nay thì rất là nhiều bậc phụ huynh cũng đang băn khoăn là không biết là có bao nhiêu loại viêm tay giữa thưa bác sĩ, và những cái dấu hiệu của những cái loại này nó có khác nhau hay không? Thật ra về mặt y học thì các bác sĩ sẽ thường chia viêm tay giữa thành 2 hoặc là 3 loại. Thứ nhất là viêm tay giữa cấp tính, tức là cái bệnh mà nó chỉ tiến triển trong vòng khoảng 2 đến 4 tuần. Thứ hai là viêm tai giữa ứ dịch, tức là lúc này thì cái triệu chứng cấp tính nó không còn nữa, tuy nhiên là vẫn có cái hiện tượng tụ dịch ở trong tai. Thứ ba là viêm tai giữa mạn tính, tức là cái bệnh này nó phải tiến triển trên 6 tuần, thậm chí là kéo dài đến 12 tuần. Thế thì rõ ràng các cái giai đoạn bệnh khác nhau thì các cái triệu chứng nó sẽ khác nhau. Như là ở cái giai đoạn cấp tính thì thường là trẻ sốt này, đau tai rất là nhiều. Tuy nhiên là đến cái giai đoạn mà viêm tai tụ dịch thì lúc này trẻ thường là cảm giác tức nặng ở trong tai. Có thể cái triệu chứng sốt nó cũng không còn rầm rộ như là ở giai đoạn trước nữa.
và đến cái giai đoạn mãn tính thì lúc này các cái tổn thương ở tai nó đã kéo dài trên 6 tuần, thậm chí đến 12 tuần. Trẻ nó cũng bắt đầu thích nghi hơn. Tuy nhiên là lúc này thường là ảnh hưởng đến cái khả năng nghe, rồi nặng nề hơn thì có thể là kéo dài sẽ ảnh hưởng cả đến cái khả năng nói của trẻ, hoặc là những cái tiến triển các cái biến chứng như là tổn thương thủng màng nhĩ, hoặc là các cái tình trạng nặng nề hơn như là viêm màng não, áp xe ở trong khu vực xương trũng. Khi mà chị đã phát hiện ra con của mình bị viêm tai giữa rồi thì cái cách mình chăm sóc sức khỏe cho bé như thế nào chị Dung? Với những cái biểu hiện của con rõ rệt như vậy ấy, thì mình cho con qua luôn bác sĩ khám để bác sĩ kê đơn thuốc. Mình cũng không thể tự ý mà mình đi mua thuốc tự điều trị cho con được. Tại vì những cái bệnh, tất cả các bệnh cũng thế, đều cần có bác sĩ chuyên khoa hay là chuyên ngành thăm khám thì điều trị thì bệnh sẽ sớm khỏi hơn. Mình theo bác sĩ cho uống đơn thuốc kháng sinh, cộng thêm với cả việc nhỏ thuốc vào tai cho bé để vệ sinh. Hiện nay thì giờ có rất là nhiều những cái biện pháp dân gian mà được các ông bố bà mẹ truyền tai nhau, như là phải kể đến là xông hơi, là thổi sáp ong. Thì không biết là chị Dung có bao giờ mình nghĩ tới là mình sẽ sử dụng những cái phương pháp này không? Thì mình cũng có nghe đến cái điều trị viêm tai giữa bằng cách thổi sáp ong hoặc là thổi một cái chất bột gì đó vào tai cho bé, nhưng mà mình không áp dụng theo cái phương pháp này. Tại vì là khi mà mình thổi sáp ong vào tai, nếu mà không thổi không đúng cách thì có thể dẫn đến cho cái khiến cho cái đường lưu dẫn mủ ở trong tai bị mất đi, thì cái tình trạng mà ứ đọng mà mủ ở trong tai thì sẽ không được thoát ra ngoài, dẫn đến cái việc mà viêm tai nó trở nên là nặng hơn. Đó là cái điều mà nhiều bậc phụ huynh của chúng ta nên phải học hỏi theo đó, khi mà phát hiện bệnh là phải đưa con em mình đi thăm khám. Trở lại với câu chuyện này thì bác sĩ Hải Ninh có lời khuyên như thế nào? Bởi vì tôi biết là bên cạnh cái việc thổi sáp ong tai hay là nhiều những cái phương pháp dân gian khác thì rất nhiều những ông bố bà mẹ hay bỏ túi những cái phương pháp đó và có thể là sẽ ứng dụng trước khi tìm đến bác sĩ đó. Dạ vâng, đúng như là Việt Cường và chị Dung có chia sẻ, chúng tôi đã gặp rất là nhiều bệnh nhi đến và bố mẹ cũng đã kể rằng là ở nhà đã thổi sáp ong vào tai của con, tuy nhiên là làm cho cái tình trạng bệnh của trẻ nó tiến triển nặng hơn, và chính vì vậy mà lúc đấy thì mới đưa trẻ đến viện. Thì tôi cũng có trao đổi là tại sao mà không đưa trẻ đến ngay, thì bố mẹ cũng nói rằng là bởi vì trẻ đã bị rất là nhiều lần, sợ rằng uống kháng sinh thì độc hại, hoặc là những cái can thiệp đó nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến trẻ sau này. Thì phải chia sẻ với quý vị phụ huynh là điều này hoàn toàn không đúng, bởi vì tất cả các cái phương pháp điều trị của y học hiện đại là các phương pháp điều trị đã được khoa học chứng minh và chắc chắn là phải được kiểm nghiệm, kiểm chứng trước khi các bác sĩ có thể áp dụng trên trẻ. Còn đối với sáp ong, rất là nhiều người ca ngợi rằng là đây là một sáp ong là một vị rất, thuốc rất là lành tính. Thì đúng là sáp ong có khả năng làm giảm viêm, giảm phù nề và có đặc tính kháng sinh. Tuy nhiên là tất cả những cái này chỉ là những cái truyền miệng và chưa hề được kiểm chứng. Chúng ta không thể mạo hiểm áp dụng những cái biện pháp này trên trẻ, đặc biệt là con em của mình khi mà còn đang ở độ tuổi nhỏ. Và thực tế khi chúng tôi làm lâm sàng, chúng tôi cũng đã gặp rất là nhiều trẻ mà bố mẹ có áp dụng phương pháp này làm cho tình trạng bệnh của trẻ còn tiến triển, thậm chí là nặng hơn. Và giống như là chị Dung chia sẻ, tức là nó có thể làm bít tắc, làm cái đường thoát mủ của ổ viêm nó không thể được giải phóng ra ngoài và làm cho mủ nó ứ đọng ở trong và tình trạng của trẻ sẽ bị nặng hơn. Thời điểm này thì ở các cái khoa nhi của các bệnh viện cũng đã ghi nhận cái số trẻ mắc viêm tai giữa rất là lớn, và các bậc phụ huynh cũng đang băn khoăn là không biết là khi bị mắc viêm tai giữa như vậy thì các con có bị lây truyền cho nhau hay không thưa bác sĩ? Thật ra thì nói lây viêm tai giữa thì không phải, nhưng lây cái căn nguyên gây bệnh thì chắc chắn là có. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là căn nguyên gây viêm tai giữa là các loại vi khuẩn và virus, và vi khuẩn và virus hoàn toàn có thể lây được, nhất là ở những cái môi trường mà trẻ nhỏ sống trong nhà trẻ, hoặc là tiếp xúc rất là gần với nhau, rồi trẻ chơi cùng với nhau, chơi đồ chơi, những cái vật dụng sử dụng chung, thì đấy có thể là căn nguyên làm lây bệnh. Và chắc chắn là những cái virus vi khuẩn đó có thể lây từ trẻ mắc bệnh sang trẻ chưa nhiễm bệnh và sẽ làm cho những cái trẻ đó có thể bị bệnh. Tôi được biết là khi mà trẻ bị mắc viêm tai giữa thì thường là cái tâm lý của các con sẽ không ổn định và thường sẽ là quấy khóc. Chị và gia đình đã làm bằng cách nào để có thể là trấn an con mình? Thì vào cái thời điểm mà bạn lớn nhà mình bị mắc viêm tai giữa ấy, thì là bạn ấy 5 tuổi rồi, thì mình thấy cái độ tuổi đấy là bạn ấy đã nhận thức được bạn ấy đau ở đâu, bạn ấy khó chịu ở đâu thì bạn sẽ chia sẻ với cả mình. Cho nên là về cái vấn đề mà phải trấn an hay là phải an ủi dỗ dành con là mình cũng không phải căng thẳng trong cái chuyện này. Mà khi con sốt thì mình sẽ dùng cái phương pháp là
cho con uống hạ sốt này, và khi con đau tai thì mình sẽ xoa nhẹ cái vành tai cho con, nói chuyện trò chuyện với con để đánh lạc hướng cái những cái cơn đau và những cái cơn khó chịu từ trong người của con thôi. Tầm khoảng bao lâu thì mình điều trị cho trẻ khỏi hoàn toàn chị? Uống theo cái đơn thuốc của bác sĩ kê ấy, thì khoảng 2 ngày thì những cái triệu chứng là đã thuyên giảm. Thì nhưng mà sau đó thì mình vẫn tiếp tục cho con uống theo cái đơn thuốc của bác sĩ là 10 ngày. Thì sau cái 10 ngày đấy thì là con đã phục hồi và khỏe hoàn toàn. Vậy thì không biết cái chế độ mà chăm sóc con, ăn uống con cho con như thế nào, chị đã thực hiện ra sao? Trong cái quá trình mà chăm con bị bệnh như vậy ấy, thì mình để ý hơn về môi trường sống này. Là mình phải cái không gian sống mình sạch sẽ hơn, tránh được những cái ẩm mốc để gây bệnh này. Và mình thường xuyên mình vệ sinh tai cho con, vệ sinh mũi họng cho con. Tại vì thực chất là bản chất bạn nhà mình cũng hệ hô hấp cũng kém, cho nên là mình phải để ý hơn về cái vấn đề này. Còn về chế độ ăn thì mình cho con ăn những cái thức ăn thì giàu dinh dưỡng hơn này, và dễ tiêu. Mình chia ra làm từng cái bữa nhỏ để con dễ hấp thụ, và bổ sung những cái loại hoa quả để con tăng sức đề kháng. Không biết là với những cái cách chăm sóc con như vậy của chị Dung thì bác sĩ Hải Ninh có ý kiến gì không? Dạ đúng là phải nói là rất là may mắn là hai con của bạn Dung có một người mẹ rất là am hiểu, kể cả về những cái chia sẻ động viên con lẫn chế độ dinh dưỡng rồi những cái cách chăm sóc con. Thì những gì mà Dung chia sẻ là hoàn toàn hợp lý đối với chăm sóc trẻ bị các bệnh lý nói chung và đặc biệt là viêm tai giữa nói riêng. Thì cũng xin phép chia sẻ thêm với các bố mẹ, cái điều đầu tiên quan trọng nhất đó là một cái môi trường sống sạch sẽ, khô thoáng, và đảm bảo là có thể ngăn ngừa được tối đa cái sự phát sinh của các virus, vi khuẩn. Cái thứ hai nữa là cái chế độ dinh dưỡng, nó sẽ giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ và giúp làm giảm bớt những cái khó chịu cho trẻ, thì cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái quá trình điều trị. Và đặc biệt là khi mà trẻ bị viêm tai giữa, nhất là nhà mà có nhiều trẻ nhỏ thì mình cũng nên hạn chế các cái trẻ tiếp xúc với nhau trong giai đoạn đang có những biểu hiện cấp tính. Sau đó khoảng tầm xung quanh khoảng ngoài 5 ngày thì khi mà đã hết cái giai đoạn nguy hiểm có thể lây bệnh được, thì lúc đó mình có thể cho các bé tiếp xúc trở lại với nhau. Rõ ràng là mình có hai người con thì sau khi mà người con lớn của mình đã gặp phải cái tình trạng viêm tai giữa rồi thì chị cũng sẽ phải có cho mình một cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cũng như là phòng tránh để cho cái bé thứ hai cũng không bị mắc, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì chị đã thực hiện như thế nào để giúp cho bé thứ hai nhà mình sẽ tránh được cái bệnh viêm tai giữa giống như bé thứ nhất vậy? Thì sau khi mà bạn thứ nhất nhà mình bị mắc viêm tai giữa như thế thì mình chú trọng hơn đến cái việc mà giữ ấm cơ thể cho các con, đặc biệt là vùng cổ và gan bàn chân, khi mà thời tiết trở lạnh. Đấy, và mình cũng vệ sinh như mình đã nói ở trên là mình vẫn vệ sinh mũi họng cho con. Chúng ta là có kinh nghiệm đối với việc là chăm sóc cũng như là phòng tránh rồi. Không biết là với những cái kinh nghiệm mà chị Dung vừa chia sẻ thì bác sĩ Hải Ninh có ý kiến như thế nào? Và các bậc phụ huynh cần phải làm như thế nào để phòng tránh cái bệnh viêm tai giữa này cho con em mình? Khi mà chúng ta thấy là từ đây đến cuối năm thì thời tiết Hà Nội chắc chắn là sẽ còn chuyển lạnh nhiều hơn. Rất là chia sẻ với những cái điều mà bạn Dung đã dành cho con, nó hoàn toàn là hợp lý. Bên cạnh đó thì cái việc mà thường xuyên nhắc nhở trẻ vệ sinh tay, rửa tay sạch sau mỗi một lần, và ví dụ như là trẻ chơi đồ chơi các thứ thì cũng đều nên nhắc nhở con là vệ sinh tay sạch. Bên cạnh đó thì bố mẹ cũng nên chủ động cho trẻ tiêm các loại vaccine, bởi vì những cái căn nguyên gây bệnh này là những cái virus, vi khuẩn, và đều đã có vaccine có thể phòng được bệnh. Thì cái việc mà tiêm vaccine cho trẻ cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Việc phòng được các cái bệnh đường hô hấp thì cũng sẽ hạn chế được những cái bệnh liên quan đến viêm tai giữa. Dạ vâng, xin được cảm ơn những cái ý kiến chia sẻ và những cái kinh nghiệm hết sức quý báu đến từ chị Đỗ Thị Dung cũng như là bác sĩ Trần Thị Hải Ninh của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, ở mỗi chương trình thì bên cạnh là cái phần mà chúng ta giao lưu trực tiếp tại trường quay thì ban biên tập chương trình cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi xoay quanh về chủ đề này thông qua địa chỉ email của chúng tôi. Khán giả có địa chỉ email khanhvan12a@gmail.com gửi câu hỏi như sau. Bé nhà em vừa tròn 3 tuổi, có biểu hiện sốt cao, đau tai, trong tai xuất hiện dịch mủ. Em nghĩ có thể con đã bị viêm tai giữa, vậy em có thể sử dụng kháng sinh để chữa trị cho bé không ạ? Đúng là các triệu chứng bạn mô tả là những triệu chứng khá điển hình của một trẻ bị mắc viêm tai giữa. Tuy nhiên là viêm tai giữa thì có thể do căn nguyên virus hoặc vi khuẩn. Chúng ta chỉ có thể điều trị kháng sinh nếu đó là căn nguyên do vi khuẩn. Cái thứ hai nữa, đối với trẻ nhỏ, việc lựa chọn kháng sinh nó còn thay đổi rất là nhiều, nó phụ thuộc vào liều lượng, nó phụ thuộc vào cân nặng của trẻ, rồi liệu trình điều trị kháng sinh trong vòng bao nhiêu lâu, thì tất cả những cái này đều cần được sự tư vấn của các
bác sĩ, các chuyên gia về sử dụng kháng sinh. Chứ cha mẹ không nên tự ý sử dụng kháng sinh, bởi vì thứ nhất là cái liều lượng mình lựa chọn có thể không phù hợp với độ tuổi cũng như là cân nặng của con. Thứ hai là cái loại kháng sinh mình lựa chọn nó có thể không phù hợp với cái căn nguyên gây bệnh. Và thứ ba nữa là còn các cái tác dụng phụ của kháng sinh, hoặc là sự tương tác của cái kháng sinh sử dụng với các thuốc khác mà trẻ đang sử dụng. Khán giả có địa chỉ Facebook Nguyên Phong hỏi: có thể không sử dụng kháng sinh mà vẫn điều trị được viêm tay giữa không, thưa bác sĩ? Cái này hoàn toàn không nên tự ý sử dụng, mà nên có sự tư vấn hướng dẫn của các bác sĩ là những chuyên gia về sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên là trên 50% các cái trường hợp mà viêm tay giữa thì do căn nguyên là vi khuẩn. Vì vậy mà cái việc sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm tay giữa đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Bên cạnh đó, việc sử dụng kháng sinh sớm sẽ có một ý nghĩa quyết định, bởi vì là nếu như mà chúng ta sử dụng kháng sinh sớm, ngăn chặn được sự nhân lên, sự phát triển của vi khuẩn thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nếu chúng ta điều trị trong cái giai đoạn muộn, đặc biệt là khi đã xuất hiện các cái biến chứng thì việc điều trị kháng sinh nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều, thậm chí không chỉ sử dụng một loại mà có khi còn phải phối hợp hai loại kháng sinh trong điều trị cho trẻ. Vâng, thưa quý vị, hy vọng là qua 30 phút phát sóng vừa rồi của chương trình thì hôm nay chúng ta đã có thêm nhiều những cái kinh nghiệm ở trong việc là chúng ta chăm sóc cho con em của mình khi mà con em của mình bị bệnh viêm tay giữa. Một lần nữa, Vi Cường xin được cảm ơn sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hải Ninh đã đến đây và chia sẻ với chúng tôi, cũng như là những cái kinh nghiệm quý báu từ chị Đỗ Thị Dung, từ con em của mình đã từng bị mắc viêm tay giữa và chị đã chăm sóc con em mình khỏi bệnh. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của hai vị khách mời và cảm ơn sự quan tâm theo dõi đồng hành của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.